Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mừng nha, chào các trở lại với channel mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Chào anh em game hay tài xế mình đây, từ đường phố đâu bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay, chúc tụi hành trình săn cốt hốt quả vui chơi sự kiện mới của Lamy anh em, cũng như cập nhật xem sự kiện mới này chúng ta có gì hot anh em nha. Ok, việc đầu tiên thì cho tôi phải nói là cảm ơn bên nhà phát hành khá nhiều các bạn. Đó, vì hôm qua về vụ việc thông báo hôm qua thì tôi lo qua anh em đi bên nhà phát hành đó thì về việc bản quyền anh em thì bên nhà phát hành hỗ trợ khá là nhiệt tình và tôi cũng đã hoàn tất tất được xong cái việc đấy rồi, khá là ok. Và cảm ơn anh em đã động viên, nhắn tin, hỏi thăm các kiểu, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mọi thứ hiện tại cũng đã ổn hết rồi. Hiện tại thứ chúng ta cần quan tâm đó là mong rằng kênh sẽ sớm cán mốc 50.000 người đăng ký anh em nhé. Mong rằng anh em ủng hộ kênh bằng cách đó là một like và một share kêu gọi giúp kênh sớm lên 50.000 người đăng ký nhanh nhất ạ. Đây là mục tiêu đầu tiên của năm 2022 này anh em, sau đó thì chúng ta sẽ vươn cao và trong năm 2022 này sẽ cố gắng làm sao lên được mốc 100.000 người đăng ký anh em. Đó, trong nguyện vọng năm nay của tôi, ta sẽ cùng nhau cố gắng các bạn. Giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ ghé qua fanpage cho anh em, sau đó thì quay trở về game nhập cốt rồi hốt quà các kiểu anh em, rồi điểm qua sự kiện tuần mới xem chúng ta có gì hot luôn. Hiện tại bên fanpage chúng ta có hệ thống cập nhật công nghệ game ma cho anh Doflamingo anh em. Đó, sự xuất hiện trở lại của thất vũ hải Doflamingo bạn biết như thế nào. Hết rồi anh em, có mối thế rồi. Ok, vậy thì quay về game hốt quà đây anh em. Ok các bạn, đây, hiện tại bên quà thì cũng khá là còn khá nhiều bạn đây. Có quà bảo trì. Thằng này nhiều hơn quà gì đây, quà VIP tuần anh em chưa nhận. Rồi. Tổng giá trị giải thưởng niên yết anh em cũng được của nó các bạn. Rồi ok. Tiếp theo thì đi bem code à. Bem code hay điểm qua tướng anh em. Chắc ta điểm qua sự kiện trước đi anh em, xong quay về game làm luôn một lượt nhá. Ok, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua sự kiện tuần mới chúng ta xem có gì hot anh em, có gì để vui chơi không ạ. Chào mừng Doflamingo quay trở lại anh em, có shop hiệu danh S này. Rồi. Shop thuốc hoán đổi anh em, ok luôn. Tốt hơn, hãy chả có dương mới này. Chúng ta có dương mới. Shop item boss, rồi lại đánh boss anh em. Lại rope à, lần này chúng ta đánh rope anh em. Rồi. Shop hải rơi. Ná của Usopp anh em, được. Có báu huyền thoại, ok luôn, chỗ đơn, đổi danh tướng SS. Ô, tụi này đổi danh SS à. Triệu tập hải tạc, ô cái này ngon anh em, xem mà mới lại có cái để chơi rồi. Đăng nhập 7 ngày. Ok luôn các bạn, đánh boss Sanji. À, đánh boss Sanji à. Lộn như vậy. Kèn đâu rồi. Group NV mà sao lại thành boss Sanji rồi. Nami đùa. Ok à, lại thành đánh boss Sanji anh em. Thu thập nhân phẩm. Phi ná 1B. Ô, lâu lắm rồi mẹ có này anh em này, phi ná này. Rách ra tôi thêm mảnh rách các kiểu anh em không biết là đông không. Thêm thùng bia đấy anh em, ngon nhá, cái này ngon này. Chiêu mộ đại hải tạc, rồi chiêu mộ đặc biệt, bốc không có bốc 150 anh em, bằng xu đạp liên tục, tích lũy FP, cập nhật Doflamingo anh em, rồi tí điểm qua kim sau bạn, cập nhật thông thạo cho Jack, hết rồi, ok, đó là tất cả thông tin liên quan đến sự kiện tuần này anh em, rồi về game này anh em. Ok, về game thì chắc việc đầu tiên ta đi nhập cốt cho anh em. Cốt luôn chẳng nào. Cốt bên này nhiều cốt truyền thuyết hay sao, tôi chẳng biết anh em. À, phải chỉ biết là cốt truyền thuyết hay cốt gì. Cứ cốt chiến anh em, các bạn đã chưa nhận thì tranh thủ vào on game và nhận nhá. Nó nổ không phải cái này. Sorry anh em, phải cái này. Ok các bạn, nổ. Đây anh em. Đây mới chuẩn các bạn, rồi. Ok, tiếp cốt truyền thuyết các bạn. Ngon, được 40 thùng bia các kiểu anh em, hốt quà nào. Cũng được của nó chứ các bạn, đùa đâu anh em, cũng ra gì và này nọ lắm đấy chứ. Rồi ok, nượm núa anh em. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi điểm qua skin của tướng mới anh em, à quên, tướng Doflamingo bạn sự trở lại.
đầu tiên thông qua một số skill cho anh em nhớ lại skin của cháu đó các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi điểm qua tầng 1 anh em. Đạn thánh tấn công 4 kẻ địch ngẫu nhiên, gây sát thương ngẫu nhiên từ 165, 215, 295, 375. Đồng thời có 185, 65, 45 cơ hội gây choáng trong vòng 2 lượt anh em. Và tỷ lệ choáng của địch chịu sát thương thấp với tỷ lệ bị choáng. Và ngược lại, mỗi lần nộ bản thân tăng tinh biến 100 sát thương với mục tiêu bị choáng anh em. Rồi 200, 300, 400 và 575 anh em nhé. Và tỷ lệ choáng, tỷ lệ choáng địch chịu sát thương thấp hơn, thương thấp, choáng hai mục tiêu anh em, tỷ lệ thì vẫn vậy. Rồi tiếp theo, kim tiếp theo là dây tơ thức tỉnh anh em. Khi máu dưới 80% tăng cho bản thân 50% giảm sát thương 200 công trong vòng 5 lượt anh em. Đấy không, còn kim này sao? Đây dây tơ thức tỉnh anh em, nó cũng vậy bạn, tăng chỉ số 80 bản thân 50% và 200. Ê, như tăng được mỗi 200 công đâu bạn, tăng được 200 công đâu bạn. Đó, skin tiếp theo đó là bá khí đôn quy súp à, tăng 45 công, 40 máu, 3 khí mạng, 100 tốc, 100 choáng, dây tơ ký sinh có 30 phần, có 35% gây cơ hội gì, gây sát thương gấp x5 các bạn. Ui, càng đấy, 35% đúng các bạn, skin này không nhầm skin này các bạn, thấy không? Từ anh em để tôi xem lại nào. Không phải, không phải các bạn. Cái kin này là kin này 25, 100, 35. Tăng được tốc độ anh em 25 à. À rồi anh em, tăng một số chỉ số thôi các bạn. Còn đâu cái 35% thì vẫn vậy. Và cuối cùng đó là cái ấy anh em. Khi đồng đội dùng nộ, Đô Flango sẽ có tăng thêm 35 chiến thủ trong 3 lượt, hồi 20 điểm nộ. Và sau đó tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên đồng đội gây sát thương bằng 365 công, đồng thời có 55 tỷ lệ gây choáng các bạn nhé. Rồi cái này thì tăng, nói chung tăng chỉ số thì cũng vậy anh em, tăng cũng sương sương nên cũng không nhiều, cũng thế thôi. Rồi giờ đi quay sự kiện của nàng này anh em, để xem là chúng ta sẽ làm được những gì đây. Tổng bộ, làm nhiệm vụ bên tổng bộ cho đi anh em, làm nhiệm vụ bên tổng bộ trước. Ok đi nào, tiếp tục đi anh em, tiếp tục. Ok rồi xong, hoàn tất nhiệm vụ các bạn, hút kim cương nào. Đó, hồi lại ngay anh em, gì đâu mà đó, hồi lại kim cương ngay và luôn ạ. Ngon lành đơn giản, luôn 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 anh em. Đó, sự kiện tuần này nghe chừng cũng hấp dẫn đấy, cũng được của nó đấy các bạn ạ. Xem nào, tiệc bút mom 13 là sự kiện xu vòng quay, còn thiếu 20 lần nữa anh em nhé thì quay luôn. Chiêu mộ đặc biệt còn thiếu 31 à. Rồi rồi, xu vòng quay rồi, ok rồi các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từng cái một anh em. Đầu tiên này trước 20 à, giờ đúng bài anh em, 2m vàng luôn ạ, quay luôn 2 lần ạ, ngượm luôn. Tiếp theo đến xu vòng quay các bạn nhé, xu vòng quay còn một lần nữa. Ok rồi, một lần nữa anh em. Rồi ok các bạn, tiếp theo, tiếp theo là cốc bia. Ok, thiếu 39 thôi, 40 luôn anh em. Đây là 10 thùng rồi. Xem nào, ui giời, Sapo à, rách đâu, rách đâu rồi. Ok kìa, rách đâu rồi, không ra anh em, không ra được một cháu rách nào luôn các bạn. Ok kìa, rồi lượm luôn anh em, 20 thùng bia các kiểu, hoài ngon đấy nhờ. Ok, tiếp tục các bạn, cốc bia vàng làm luôn 40 câu anh em, nói là trong đấy nữa. 40 được các bạn, tới luôn. Zero à, tiếp tục các bạn. Đấy, nói chung thì tuần mới lại sự kiện chúng ta cũng khá là nhiều cái chơi. Ngoài ra bên kênh Từ Đường Phố vẫn còn chuỗi sự kiện tặng code
VIP code sự kiện kho báu rách hạn hán nha anh em nhé. Các bạn đừng quên voucher đăng ký kênh và vào theo channel để tham gia sự kiện gọi nhé. Và nhận có đe. Ok, thám hiểm nào, nhận thêm 10 thùng bia nữa. Ok chưa, để hai bên đều ok hết rồi các bạn. Đi bên này đi. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ngượm. 10 thùng bia nữa anh em, ngon lành luôn. Rồi, chúng ta có 50 thùng bia rồi anh em. Uầy, lăng quăng nhiều gớm nhờ. Mở ra anh em. Ai đây? Nò ạ, ai đây? Đi zin các bạn. Cú nhờ, được một rau rách thôi anh em. Bên bị rách bên này E1 rồi các bạn nhá. Sắp E2 rồi anh em. Đưa vào đâu, xịn đấy nhờ. Chúng ta có chiêu mộ đặc biệt full anh em. Xu hoàng quay hắn còn. Này còn bán không? Hết rồi anh em. Tỉnh rách, chưa nhận được các bạn này. Hốt quà anh em. Nhận quà thức tỉnh rách anh em. Lượm luôn ạ, ngon. Ok, xóa nào. Rồi, mở form anh em. Ở đây, úi giời ơi. Tiếp Sanri ạ. Low. Ok, ngày mai chưa chưa anh em chưa quẩy sự kiện, tôi sẽ có clip test rách hạn hán cho anh em luôn. Ok, đây chúng mình cũng lăng quăng vui chơi qua sự kiện, anh em nhập code hốt quà vậy thôi anh em. Clip kết thúc đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người clip theo. Cảm ơn bạn đã video của kênh Tự Đường Phố rất là nhiều. Giờ thì bye bye. Và xin chào tạm biệt mọi người clip theo. Và anh em muốn tham gia sự kiện nhận code kho báu rách hạn, đừng quên vào chờ đăng ký kênh và theo channel nhé. Giờ thì bye bye.